trời thương Phật độ, sáu con giáp đang nợ ngập đầu, bỗng được thần tài ban lộc, trúng số hai lần liên tiếp, trả sạch nợ nần, mua nhà lầu, sắm xe sang, đổi đời đại gia, giàu nứt đỗ đổ, đổ vách. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. À, quý vị thân mến, các cụ có dạy rằng không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Ở thế gian này thì luôn thay đổi, chẳng ai có thể nói trước được điều gì cả. Nhưng với 6 con giáp giàu sang dưới đây, thì quý vị hãy kiên trì cố gắng để mà chờ đợi cái vận may đến với mình trong ngày 24 tháng 6 âm lịch ngày giáp ngọ quý vị nhé. À, khi mà sở hữu được cái khối tài sản đáng ngưỡng mộ, không ai có thể sánh bằng, thì cái vận thế của quý vị nó cũng không ngừng thay đổi lúc thịnh lúc suy, lúc vượng lúc phát. Nhưng mà biết nắm bắt lấy cái cơ hội này, thì cái vận khí nó tăng cao, đấy chắc chắn các bạn sẽ chiếm về cái phần lợi bất ngờ một người có những cái giai đoạn thăng trầm khác nhau trong cuộc đời nhưng với sáu con giáp dưới đây thì đúng ngày 24 tháng 6 âm lịch sẽ là cái thời khắc vô cùng quan trọng bởi chính cái giai đoạn bội thu gặt hái được những trái ngọt của cuộc đời đang trở nên sung túc và khiến cho quý vị vô cùng là dư giả vậy thì sáu con giáp này đó là những tuổi nào mà lại may mắn hết phần thiên hạ cụ thể là những con giáp nào đấy họ sẽ đạt được đến đỉnh cao của sự giàu sang phú quý ra sao để biết được mình có thuộc trong 6 con giáp may mắn này hay không xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những phân tích chi tiết của tử thông trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé thưa quý vị con giáp may mắn đầu tiên mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó chính là những gia chủ tuổi tuổi thìn à, quý vị thân mến, thì trong cái ngày 24 tháng 6 âm lịch ngày giáp ngọ ấy, những người tuổi thìn được thiên tài nó chiếu mệnh, nó trợ vận. Vậy nên trong thời gian này, những người tu tuổi thìn có thể thu hoạch được một cái khoản tiền bội thu. Đó. Đặc biệt nếu như mà các bạn chăm chỉ làm ăn ấy, thì đây là cái lúc để các bạn hưởng cái lộc trời ban. Một số người có cơ hội trúng số đổi đời, một số người thì mua nhà lầu sắm xe sang. Đấy. Một số người cũng có cơ hội phát tài bất ngờ vào may mắn như là bốc thăm trúng thưởng hay là mua nhà được nhận xe vân vân. À, các bạn hãy có cách sử dụng cái khoản tiền một cách hợp lý các bạn nhé. Chớ nên tiêu xài một cách hoang phí, kiểu cuối cùng lại gì của thiên trả địa. Đó. Nói chung ấy, dù kiếm được nhiều tiền đến mấy thì các bạn cũng không nên là đầu tư vào cái trò đỏ đen cờ bạc kéo mà gì, dẫn tình trạng là tiền mất tật mang. Thêm nữa, từ ngày 24 tháng 6 âm lịch trở đi ý, thì nhiều khó khăn sẽ vơi bớt và những người tuổi ngọ sẽ tìm ra cách để khẳng định cái vị thế của mình và gây được ấn tượng tốt với lãnh đạo Đối phương cũng sẽ trao cho các bạn nhiều cái cơ hội để mà phát triển bản thân, thậm chí còn nhắc nhở và cất nhắc quý vị lên những cái vị trí cao hơn, tăng lương tăng thưởng cũng sẽ nằm trong tầm tay của những người tuổi thìn. Với cái đầu óc thông minh sáng tạo thì những người tuổi thìn trong thời gian này cũng sẽ hoàn toàn tự tin nêu lên cái quan điểm của mình trước tập thể và bắt tay vào làm việc gì các bạn cũng sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ hơn. Nếu là những người làm ăn kinh doanh thì trong thời gian này À, các bạn sẽ có tầm nhìn xa trông rộng và có cách nhìn nhận đánh giá vấn đề một cách là chuẩn xác vì vậy mà các bạn cũng sẽ trở thành những người dẫn đầu trong xu hướng thu về bội tiền trong khi người khác vẫn phải đang loay hoay chắc trở đó những cái đối thủ cạnh tranh cũng không đem lại nhiều cái uy hiếp cho những người tuổi những người tuổi thìn trong thời điểm này các bạn nắm chắc cái thế mạnh của mình và biết mình cần phải làm gì để gặt hái được cái thành công rực rỡ hơn thêm nữa trong ngày hôm nay lại được cục diện là ngọ hỏa sinh cho thìn thổ vậy nên là cái mối quan hệ giữa bạn với bạn đời thì cũng sẽ vô cùng là êm ấm luôn trong tình trạng là hòa thuận hạnh phúc không xảy ra bất kỳ cái mâu thuẫn hay là những cái chắc chờ nào cả thêm nữa cái sức khỏe của những người tuổi thìn cũng sẽ được đảm bảo giúp cho các bạn có đủ cái sức khỏe để mà tiến hành công việc cũng như là gì à, thu hút cái may mắn đến với mình vì vậy để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi thìn cũng hãy luôn nhớ nhá mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí, thìn để mà trợ mệnh hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi thìn. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày 24 tháng 6 ngày giáp ngọ. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những gia chủ tuổi tỵ. Những gia chủ tuổi tỵ thì trong ngày hôm nay những người tuổi tỵ được cục diện là tỵ ngọ mùi là tam hội Nhờ có cái cục diện tam hội nó thúc đẩy Mà những người tuổi tỵ có thể dễ dàng hòa nhập với tập thể Trong cái ngày 24 tháng 6 âm lịch này Dù các bạn mới bước chân vào một cái môi trường mới đi chăng nữa Thì các bạn cũng không quá bỡ ngỡ Mà sẽ nhanh chóng bắt kịp với mọi người xung quanh những người làm kinh doanh, buôn bán cũng sẽ làm quen được với những đối tác, những khách hàng đầy triển vọng à, Các bạn cũng sẽ nhanh chóng hợp tác với đối tác để có thể là gì đi đến cái thành quả rực rỡ và vượt trước cái đối thủ cạnh tranh, thu được một cái khoản tiền mà ai nấy cũng đều phải ngưỡng mộ. À, thêm nữa, công việc nó hanh thông, vậy nên cái vận trình tài lộc của những người tuổi tỵ cũng sẽ được vượng lên trông thấy cả chính tài và thứ tài thì đều có những cái thu hoạch khả quan. Ngoài công việc chính thì các bạn có thể sắp xếp thêm được những công việc phụ, cái nguồn thu nó đến từ nhiều phía khác nhau tiền bạc dùng dính, chi tiêu cũng không cần phải căn que quá nhiều các bạn nhé. Nói chung ấy, trong cái ngày hôm nay, ngày 24 tháng 6 lịch ngày giáp ngọ thì cũng là cái ngày mà quý vị có thể là gì? Đầu tư sản xuất hay là mở rộng cái quy mô của mình thì đều được thuận lợi hanh thông. À, các cụ có nói là gì? Vạn sự khởi đầu nan. Quá trình thực hiện đôi khi nó gặp phải một vài cái trục chặt về thủ tục, về giấy tờ Nhưng nhờ có quý nhân tương trợ giúp đỡ Lại được cắt tinh nó chiếu mệnh Vậy nên những người tuổi tỵ sẽ xử lý một cách nhanh chóng và đâu vào đó mang lại một kết quả cực kỳ khả quan. Bên cạnh đó, nợ nần trong tháng này cũng sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa. Các bạn hoàn toàn có đủ cái năng lực để trả nợ. Nếu mà có ai đó đang à, vay tiền của các bạn thì họ cũng tự động mang lại trả. Đúng không? Bên cạnh đó, nhờ được cục diện tăng hội tương trợ nên là cái vận trình tình duyên gia đạo của những người tuổi tỵ cũng khá tốt. Và sức khỏe của những người tuổi tỵ trong thời gian này thì cũng được ổn định. Quý vị cũng không cần phải lo lắng nhiều. Vì thế, trong thời gian này để bảo vệ những cái thành quả mình đang có và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì những người tuổi Tỵ cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 chín để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ, đó là con giáp may mắn thứ thứ hai. À, tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong ngày 24 tháng 6 âm lịch ngày giáp ngọ không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi mùi. Tuổi mùi thì vừa được cục diện tam hợp là tam hội là tị ngọ mùi, lại vừa được cục diện là ngọ mùi là nhị hợp. Đó. Vậy nên cái công việc, cái sự nghiệp hoặc là các mối quan hệ của những người tuổi mùi trong thời gian này cũng được phát triển cực kỳ thuận lợi. Các mối quan hệ xã giao thì hài hòa, hứa hẹn, à, việc ký kết hợp đồng nó cũng được thành công rực rỡ, thu về một cái nguồn lợi lớn đối với những người tuổi mùi. À, trong ngày hôm nay thì những người tuổi mùi cứ thoải mái mà tiến hành các kế hoạch liên quan đến cái tiền bạc như là mua vàng, lấy lộc, khai trương, mở cửa hàng, vân vân gửi tiền. À, thì các bạn cũng sẽ gặp được nhiều cái may mắn. Vốn là những người chăm chỉ, những người tuổi mùi lúc nào cũng trong cái trạng thái làm việc cật lực, ít khi mà để cho mình có thời gian nghỉ ngơi. Nhờ vậy mà được thần tài ưu ái, ban cho lộc lá rất nhiều trong ngày hôm nay cái sự chăm chỉ và cái sự nỗ lực của các bạn như vậy là được đền đáp một cách xứng đáng. thêm nữa trong ngày hôm nay được ngọ hỏa sinh cho mùi thổ vậy nên là những người tuổi mùi còn độc thân thì cũng biết được đâu là cái nơi trái tim mình thuộc về. còn những người mà đã có đôi có cặp ấy thì cũng sẽ gì có một cái quan hệ được thuận lợi hanh thông hơn cũng sẽ hàn gắn được những cái vết nứt, hàn gắn được những cái khúc mắc trong các mối quan hệ. các bạn rất trân trọng những gì mình đang có, đâm ra là ấy, cũng sẽ gì giúp cho cái vận trình nó ngày càng được hanh thông thuận lợi hơn thêm nữa lại được cái chính tài nó trợ giúp nữa vì vậy mà cái chuyện tài lộc cũng là những cái điểm sáng đối với những người tuổi những người tuổi mùi trong thời gian này các bạn chăm chỉ trong suốt thời gian vừa qua nên hiển nhiên ấy, à, cấp trên cũng sẽ sẵn sàng truyền động lực và nhiệt huyết cho các bạn cũng như là đưa ra những cái phần thưởng xứng đáng hấp dẫn để khích lệ cái tinh thần của các bạn ngoài ra thì các bạn cũng nên chú ý về sức khỏe của mình nhiều hơn trong thời gian này do là gì À, ngọ hỏa sinh như mùi thổ, đâm ra là được cục diện ngũ hành tương sinh, sức khỏe cũng không gặp phải cái vấn đề gì đáng lo ngại. Tuy nhiên quý vị cũng cần phải là gì đi khám bệnh định kỳ thường xuyên để tránh xảy ra những điều bất chắc quý vị nhé. Và trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc trong cái vận trình của mình ấy thì những người tuổi mùi cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hội mão mùi để được trợ vận hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mùi đó là con giáp may mắn thứ ba tiếp theo con giáp may mắn thứ tư đó chính là những người tuổi dần kính à, thưa quý vị trong cái ngày 24 tháng 6 âm lịch ngày giáp ngọ những người tuổi dần được cục diện là dần ngọ tuất là tam hợp đó. và trong thời gian này những người tuổi dần sẽ nhanh chóng gặt hái được những cái thành công rực rỡ dưới cái sự tác động của cục diện tam hợp quý nhân dần ngọ tuất dù có gặp phải khó khăn nào đi chăng nữa thì xung quanh các bạn cũng không thiếu những người chủ động giang tay ra giúp đỡ và không những vậy à, quý nhân cũng sẽ mở ra để tìm cho quý vị những cơ hội làm ăn đáng quý vậy nên là công việc của những người tuổi dần ấy cũng có những cái điểm sáng rõ rệt trong thời gian này các bạn dần đạt được những cái mục tiêu mà mình đã đặt ra, thậm chí là có người còn tìm ra cái định hướng mới phù hợp hơn với mình nữa. Bên cạnh đó, nhờ có cục diện tam hợp quý nhân nó tương trợ giúp đỡ, mà bản mệnh cũng sẽ xây dựng được những cái mối quan hệ xã giao hài hòa, đồng nghiệp bạn bè thì luôn sẵn sàng giúp đỡ khi mà các bạn gặp khó khăn, thậm chí còn giới thiệu cho các bạn những cái cơ hội để các bạn khẳng định bản thân trước mắt của ban lãnh đạo. À, với những người làm công ăn lương thì khi được phân công công việc hay là phụ trách những nhiệm vụ khó thì các bạn cũng đừng vội từ chối hãy tin tưởng vào cái bản thân mình và cứ mạnh dạn thử sức có thể các bạn sẽ phát hiện ra những cái điểm mạnh mới uh, của mình và tìm ra cái hướng phát triển mới mẻ hơn trong tương lai với những người mà tham gia thi cử trong thời gian này thì các bạn cũng sẽ đạt được những cái kết quả khá là cao thêm nữa lại được cục diện ngũ hành tương sinh mộc hỏa tương sinh vậy nên là cái thành tích xuất sắc trong công việc cũng là một điểm sáng giúp cho những người tuổi dần trở nên là gì nổi bật hơn hẳn à, nhiều đối tượng hâm mộ và thật lòng muốn giữ mối quan hệ tốt với các bạn trong thời gian này vậy nên là quý vị cũng nhân cái cơ hội này mà gì giao lưu kết hợp nhiều hơn để tìm cho mình những cái cơ hội để mở rộng cái mối quan hệ khách hàng đối tác cũng như là tìm kiếm những khách hàng tiềm năng về sau vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn và được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì những người tuổi dần cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để mà trợ mệnh hộ thân À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần quý vị nhé đó là con giáp may mắn thứ tư tiếp theo con giáp may mắn thứ năm trong ngày 24 tháng 6 ngày giáp ngọ ấy. không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi tuất à, quý vị thân mến những người tuổi Tuất có thể đón nhận nhiều cái tin vui trong cái lĩnh vực sự nghiệp của mình trong thời gian này, nhờ có được cục diện Tam hợp là dần, ngọ, tuất nó nó tương trợ nó giúp đỡ. Thì dưới cái sự phù trợ của cục diện Tam hợp mà những người tuổi Tuất sẽ được nhiều cái yếu tố thuận lợi, khiến cho các bạn bắt tay vào làm việc gì cũng sẽ được suôn sẻ hanh thông hơn người khác. Thêm nữa, cái cục diện Tam hợp nó cũng sẽ mở ra cái mối quan hệ được hanh thông thuận lợi, quý vị sẽ tìm kiếm được nhiều cái cơ hội để phát triển hơn nữa trong tương lai. Bên cạnh đó, lại được cái cục diện thiên tài nó chiếu mệnh nữa. Vậy nên những người tuổi tuất không phải lo lắng gì về cái chuyện tiền bạc trong cái ngày 24 tháng 6 âm lịch này. Nhiều cái khoản đầu tư tưởng chừng nằm im thì bỗng nhiên cũng sinh lời, khiến cho các bạn cảm thấy vô cùng là mừng rỡ. Bên cạnh đó, một số người còn có cơ hội may mắn trúng số đổi đời. Một số người thì được thừa hưởng những cái tài sản kết xù, khiến cho cái vận trình tiền bạc của các bạn lúc nào cũng được dùng già dùng dính. Thêm nữa, những người buôn bán kinh doanh trong thời gian này cũng biết phát huy cái thế mạnh của mình nên sẽ nhanh chóng chiếm được cái ưu thế trên thị trường. Các bạn cũng sẽ nhận được cái sự tin tưởng của khách hàng nên là đơn hàng lúc nào nó cũng đến một cách tấp nập. Cái sự bận rộn cũng đem lại cho các bạn một cái khoản tiền khá là dùng rỉnh. Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay lại được cục diện ngũ hành tương sinh, ngọ hỏa sinh cho tốt thổ. Vậy nên con đường tình duyên của các bạn cũng được hanh thông thuận lợi. Nhờ thế mà những cái mâu thuẫn trong gia đình cũng dần dần được hóa giải, tình yêu sẽ thăng hoa sau những cái chuỗi xung đột Đấy. Và các bạn và người ấy cũng dần dần hiểu nhau và trao cho nhau những cái sự yêu thương. Và đặc biệt, trong thời gian này, ấy, ngày 24 tháng 6 âm lịch, thì cái sức khỏe của những người tuổi ấy, tuổi tuất cũng gì cũng được tăng lên đáng kể do được cục diện là ngọ hỏa sinh tuất thổ được cục diện ngũ hành tương sinh vậy nên dù công việc có bận rộn đến mấy thì quý vị cũng cần phải cân đối giữa công việc giữa sự nghiệp và nghỉ ngơi một cách hợp lý tránh để cho cơ thể nó bị gì làm việc quá sức quý vị nhé Vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì các bạn cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuất đó là con giáp may mắn thứ năm. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 6 mà Tử Thông muốn giới thiệu cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay, không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi tuổi thân. À, thưa quý vị, nói chung vậy trong cái ngày 24 tháng 6 âm lịch, thì các chư, chuyên gia tử vi, tâm linh học cũng dự báo những người tuổi thân có nhiều cái cát tinh đối độ mạnh nên sẽ có nhiều cái cơ hội thuận lợi trong cái việc theo đuổi cái sự nghiệp của mình trong cái thời gian này. Và cái ngày 24 tháng 6 âm lịch là ngày giáp giáp ngọ. Ấy, có thể các bạn sẽ gặt hái được nhiều cái cơ hội đến từ các mối quan hệ. Đồng thời, cái năng lực của các bạn cũng ngày càng được nhìn nhận một cách xứng đáng hơn. Nếu mà duy trì được cái phong độ như hiện tại thì cái cơ hội thăng tiến đang ở ngay trước mắt các bạn, chỉ cần con dắt này cố gắng nỗ lực thêm một chút nữa thôi, phát huy được cái sở trường của mình thì chắc chắn sẽ giành được những cái thành tựu đáng mừng. Thì đây cũng chính là cái bước đà để cho những người tuổi thân phát triển hơn trên con đường lựa chọn. Đấy À, xong hơi tiếc một chút trên cái vận trình của những người tuổi những người tuổi thân chúng ta có ngọ hỏa khắc thân kim vậy nên trong thời gian này hơi tiếc một chút là vận trình tình cảm không được tốt đẹp cho lắm à, trong thời gian này thì cái cục diện ngọ hỏa khắc thân kim nó cũng khiến cho các mối quan hệ tình cảm của những người tuổi thân ấy, à, sẽ gặp một vài cái rắc rối có thể là gì trong chuyện tình cảm những người tuổi thân không biết tiết chế cái cảm xúc của mình khiến cho đối phương cảm thấy là ngạt thở trong chính cái mối quan hệ của mình và trong thời gian này quý vị nên là gì dĩ hòa với quý hạ cái tôi của mình xuống và đặt mình vào vị trí của đối phương để mà suy nghĩ và cũng tích cực tâm sự với bạn đời nhiều hơn để mà gì hóa giải những cái xung khắc không đáng có vậy nên để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi thân cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tý thìn để được trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ À, quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi cho những người tuổi thân đó là con giáp may mắn thứ sáu à, thưa quý vị như vậy là trong cái ngày 24 tháng 6 âm lịch ngày giáp ngọ chúng ta sẽ có 6 con giáp may mắn được thần tài chiếu mệnh thần may mắn gọi tên đó là những con giáp sau một là tuổi thìn hai tuổi tỵ ba tuổi mùi bốn tuổi dần 5, tuổi Tuất và 6 là những người tuổi thân. Đây là những con giáp được thần may mắn chiếu mệnh, thần tài gọi tên. Quý vị thân mến, như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 24 tháng 6 âm lịch ngày giáp ngọ. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.